À, em chưa. Cô có thẩm mỹ mũi rồi? À, chưa bao giờ. Chưa nâng mũi bao giờ? Từng nâng mũi rồi. Ừ, chưa mà mình cũng không có nghĩ tới. Sắp tới sẽ nâng mũi. Có. Ừ, mình có nghe đâu đó rồi. Mình có nghe nói nhiều rồi. À, mình có tìm hiểu rất là kỹ về phương pháp này. Em cũng tìm hiểu khá nhiều về thông tin mũi lai rồi ạ. Cô thấy thì cái dáng mũi S-line nó tự nhiên mà nhìn nó cũng sang, nó đẹp hơn những cái sữa mũi khác. Nhìn chung thì cũng có đẹp. Đẹp, cao, như Hàn Quốc. Khá là tốt là nó vừa kết hợp được sụm tự thân của mình và sụm nhân tạo. Và khi mà nâng xong thì mũi của mình nó sẽ có cái độ cong rất là tự nhiên. Nó có hình chữ S nhìn thấy khá là thú vị. Nói chung là mình thấy nó rất là cuốn hút. Mỗi lần mà nhìn vô những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy là họ giống như là những ngôi sao vậy đó. Và mình rất là, nói chung là mình cũng thích á. Hình như là một cái bác sĩ Hàn Quốc nào đó mà mình không nhớ tên lắm. Mình nhớ là hình như là bác sĩ Hồng Liêm Choi á. Ủa mà không phải hả? Theo như thông tin mà mình được biết đó, thì công nghệ này được sáng chế phát minh bởi tiến sĩ bác sĩ Man Kun Seo. Man Kun Seo vậy bên Hàn Quốc thì phải. Mà hình như ở Việt Nam thì công nghệ này đã được chuyển giao cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Cảm thấy nâng mũi S-line là khá là tốt rồi đó, tuyệt vời đó. Nhưng mà nếu mà có một công nghệ tiên tiến hơn nữa thì chắc chắn là em phải tìm hiểu. Có phải là bạn đang muốn hỏi về phương pháp nâng mũi S-line Plus đúng không? Thường thường công nghệ mới thì nó phải đẹp hơn cái cũ rồi. Em cảm nhận nó sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn, sẽ thu hút khách được nhiều khách hàng đến làm đẹp. Đây sẽ là một cái xu hướng thẩm mỹ mà được rất là nhiều người chọn lựa trong tương lai. Nếu mà có JW có một cái hội thảo về nâng mũi mới thì tôi sẽ tham gia để tìm hiểu. Ủa miễn phí luôn hả? Ồ quá tuyệt, chắc là sẽ nâng đó. Thì em sẵn sàng tham gia. Tôi sẵn sàng tham gia. Chắc chắn rồi, chắc chắn là em sẽ tham gia tìm hiểu rồi.